Xin chào tất cả mọi người. Hiện hôm nay đột tĩnh nhân chuẩn bị giao đi bộ trường Tam Sơn Ngũ Lân Vườn Cầu, hàng đánh chay 6 món, một trường và hai cái đơn. Mọi người có thể xem được. Thực ra thì nhìn qua này nàng cũng không cần phải miêu tả nhiều, mọi người có thể nhìn được những cái đường nét nó như thế nào. Thì là sắc nét được nạo vét rất là tỉ mỉ, không có một gồ ghề giữa phần sống lưng và các bắp đùi của những chú lân. Đó, chỉ có cuột dễ tre và nâu lá chuối đến khi đạt được một độ màu nhất định, màu gỗ tự nhiên và rắn giỏi. Mọi người có thể thấy là bộ trường của chúng tôi có những cái chi tiết tục rất là cầu kỳ. Đây là hình tượng năm chú lân, gọi là ngũ lân vườn cầu. Mọi người có thể thấy rõ, đưa máy ảnh vào cho các bạn nhìn thấy, rõ là từng chi tiết tục phân tách ra rất là kỹ giữa dâu và mình của chú lân này, hay là những bắp đùi đều được tỉa tách và nạo vét rất là kỹ, tạo được một cái độ kênh bong chiều sâu nhất định cho những cái chi tiết của bộ ghế. Mình có thể thấy là nô tượng đục rất là cầu kỳ, xung quanh chú lân là hình tượng chữ thọ và đồng tiền may mắn. Đồng tiền này có những cái dây như ý, những cái dây như ý này đó, gọi là kim tiền như ý. Đây là bốn chữ thọ lớn, bốn chữ thọ lớn của bộ trưởng, hoàn toàn đây là phần tượng, đều là từ phần tượng này, phần trương đỉnh là một miếng liền, phía bên trong này là một miếng liền. Đấy, còn xung quanh bo viền thì viền trương trên này là một miếng liền, từ đây miếng liền là 17 phân, à xin lỗi, là 22 phân. Có thể tôi sẽ đưa máy quay ra xa để mọi người có thể tham quan được tổng thể của chiếc trường của bộ ghế Tam Sơn Lân Vườn Cầu Tổ Tĩnh. Đó, bốn mặt như nhau, tôi làm bốn mặt như nhau, không có ưu tiên trước sau mà mặt nào cũng kỹ như nhau hết. Đây là chiếc đôn, đây là chiếc đôn thấp ở đầu bàn. Chiếc đôn này sẽ thấp hơn chiếc đôn kẹp giữa hai ghế đơn. Đây là từng chi tiết rất là thanh, vẫn được độ chắc chắn của bộ ghế. Đây là chiếc tượng được tháo rời để cuột dễ tre và nâu, cái đây này đã nâu xong rồi và tạo được cái màu tự nhiên của gỗ. Đấy này, độ bóng nứ của sản phẩm, không có dùng bất cứ một chất hóa chất hay PU gì mà sản phẩm của đội Tĩnh luôn được hoàn thiện chay. Mọi người thấy từng chi tiết bộ ghế rất đều màu và các chi tiết đục triện vuông thành sát cạnh, không bị méo mó, cân đối, rất cân đối. Nhìn thấy này, độ óng mượt bởi tinh dầu của lá chuối và dễ tre đã tạo nên cho một bộ ghế
có một nước da rất là giặt. Kem chống nắng. Không cần kem chống nắng. Bạn mau cho kỹ vào. Đó. Trông mịn óng như gỗ chắc nên ten nhiều năm. Cái này hoàn thiện như thế này bộ ghế mới trở nên thật sự là giá trị. Có nghĩa là dùng càng lâu càng bóng càng đẹp và tất nhiên là sẽ giá trị theo năm tháng. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip. Chúc mọi người một ngày mới an lành và vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn.